Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người cho em Toàn gửi một lời chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả mọi người. Hôm nay em Toàn có một em bình dáng hút lọc, hay thường gọi là ở nhà thì gọi là bình này là bình dáng củ tỏi được mọi người. Đấy, trông rất giống củ tỏi phải không mọi người? Đấy, một em bình vẽ họa tiết là vẽ bảy vị thần may mắn của Nhật, rất là đẹp luôn. Vẽ kín bình luôn mọi người ạ. Em là quá là đẹp luôn. Thôi em xin phép là em đo kích thước cho các bác xem nhé. Chiều cao của nó là 48 mọi người ạ. Chiều cao 48 mọi người nhé. Chiều cao 48 em đo vòng bụng. Vòng bụng là 75 mọi người ạ. Vòng bụng 75 nhé. Em này bụng khá là đẹp đấy mọi người ạ. Vòng bụng 75. Đấy, vòng bụng 75 nhé mọi người nhé. Đây là miệng nó, em đo miệng nó đây mọi người ơi. Cái bình này quá là đẹp luôn. Miệng 10 nhé mọi người nhé. Đây em xin phép em nhấc lên cho mọi người xem này. Đấy, miệng của nó này. Miệng nó đây mọi người. Đấy, vừa bằng bàn tay em này. Nó đẹp, cái này quá là đẹp luôn các bác ạ. Đây này, trên này là vẽ vàng. Nói chung là cái này thì họa tiết thì em không đề cập nhiều, nhưng mà cái dáng bình nó quá là đẹp luôn mọi người. Đây này, vẽ bảy vị thần này, nó lại còn vẽ vàng này mọi người này. Đấy, vẽ nổi khối hết lên. Bình này là bình khá là sâu tuổi rồi. Đây em cho các bác xem cái chuyện này rồi thì các bác quá ưng luôn. Các bác thấy chưa, một em Satsuma chuyện chuyện dấu cộng quá là đẹp luôn. Tình trạng bình lành tít nhá mọi người nhá. Một em bình này quá là đẹp luôn. Đây này mọi người này, xem áo này vẽ vàng này. Đấy, nó lại mang ý nghĩa vừa hút lọc nữa. Cái dáng bình này rất là hiếm luôn mọi người. Đúng rồi, cái bình này nó lại là của Satsuma nữa. Đấy, nên là quý chị nào mà xem cái chiếc này mà ưng ý thì cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Em Toàn sẽ ship về cho mọi người nhé mọi người nhé. Em Toàn sẽ bao bảy vỡ trên toàn quốc. Đấy, đây mọi người, nó men dạn đẹp chưa. Đấy, quá là ok luôn. Đấy, vừa bằng nắm tay này. Vừa bằng nắm tay nhưng mà bình quá là đẹp luôn. Em nhìn thấy kết quá. Em mua về cái, em vừa đi ở cửa hàng về, em lấy về cái là em phải lên video luôn, để xem có anh chị nào ưng ý thì giao lưu với em Toàn quả bình này. Em lên video quả này thì lại nhanh mất rồi mọi người ạ. Vì là một quả bình đẹp như này mà mọi người. Cái dáng này em rất ít khi gặp luôn. Đấy, một quả bình sáng của tỏi rất là đẹp luôn. Thôi em Toàn xin phép kết thúc video đây đây mọi người. Mọi người nếu mà ai mà ưng ý em bình này thì mọi người cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em Toàn. Em chào mọi người nhé.